Chào các bác nhá, lại là em Thành Auto đây. Hôm nay thì em Thành Auto mang đến cho các bác một con xe Mazda 3 sản xuất năm 2016, số tự động, bản có cửa lock luôn. Con này thì gần như là bản full. Các bác nhá, thì em sẽ đứng một cái góc check để cho các bác nhìn qua cái form dáng của con xe này. Đấy, các bác nhìn này, đứng một cái góc check thì con xe này cảm giác là nó giữ được cái sự nguyên bản và lên đến tầm 95% ấy nhỉ. Không biết nói có quá không, nhưng mà theo cảm nhận trực quan của em là như vậy. Còn thực tế các bác nhìn nhận thì em cũng không biết là như thế nào. Đấy, tùy ý kiến của các bác. Biển số 15, nhìn cái phần đầu xe thiết kế thì con xe Mazda bao giờ nó cũng có một cái nét gì đấy nó quyến rũ. Có một nét gì đấy nó quyến rũ, đúng không các bác? Nhìn nó bao giờ nó cũng thể thao và nó trẻ trung, cá tính. Đấy. Cái cụm đèn pha hai bên nó xách lên. Nhìn thiết kế giống y như mắt người ấy. Các bác nhìn này, các cái viền nối nó khớp khít, đẹp, chuẩn chỉ. Khít kinh khít. Khít kinh khít luôn. Như kiểu gái còn trinh. Đây này, nguyên zin luôn. Khớp nối này. Khít kinh khít như thế này, lấy đâu ra đâm đụng, đúng không các bác? Cái phần đầu xe của con xe này em đánh giá là nó thiết kế cái đầu xe những cái gờ lõi này, gờ lõi chạy dọc lóc cơ bô nó hất lên này, nó tạo ra những cái đường thoát khí, thoát gió, giúp cho chiếc xe nó đi nó cân bằng hơn. Con này đánh giá là nó có nhiều cái góc cạnh, nhiều cái bo viền góc cạnh hơn. Đấy, bên này đây, cái hông sườn đây, các bác nhìn nhá, nó phẳng phiu này, nuột nà như thế này, phẳng phiu nuột nà như thế này, lấy đâu ra đâm đụng. Đấy, cái cặp mắt kiếng bên này đây, đèn pha trang bị đèn pha bi-xenon sáng quắc sáng choang luôn. Đấy, đèn sương mù này, đèn gầm này. Đấy, cái này thì hình như nó bị tụt ở bên trong mới một ít, tụt ở bên trong mới một ít, đúng không nhỉ các bác nhỉ? Đấy. Sơn si nguyên bản này, các bác nhìn này, nhìn đẹp chưa? Cảm biến trước sau đầy đủ nhá, cảm biến quanh xe luôn. Đấy. Xi nhan. Con này hình như camera 360 thì phải. Đúng rồi. Có cam ở dưới này. Tí nữa em lên xe xem cho các bác xem nó có đúng camera 360 không. Na răng đa chấu, phanh ABS, 4 bánh luôn, nốp náp mới rất là đẹp. Con này đết nốp xem nào. Ồ, đết nốp con này ở đâu ấy nhỉ? À, mới thay các bác ạ, tuần thứ 35 năm 2019. Lốp mới toanh luôn, mới rất là đẹp. Đấy, bây giờ phần đuôi xe này, cảm biến quanh xe đầy đủ. Đứng ở cái góc check 45 độ đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy con xe này, form dáng của nó giữ rất là tốt. Nhìn kiểu dáng xe nó rất là thể thao, đúng không các bác? Mazda 3 mà, đời thì đời 2016. Nó là form dáng, nhìn nó thể thao, nó khỏe khoắn. Trang bị vây cá này. Đấy, cụm đèn hậu hai bên này sáng choang. Nó đỏ tươi, đỏ mọng như này, không bị chảy xước. Đẹp long lanh. Đấy, cụm đèn hậu bên này cũng vậy, đẹp long lanh, không một vết chảy xước. Bốn cái cảm biến từ phía sau luôn. Là, lên xe thử phát xem nào. Tắt ly này, đèn bóng lượt là, các cái nút chỉnh điện, cái đánh dấu của nhà sản xuất này còn nguyên bản, nguyên bản luôn, nó không bị bật màu. Keo chỉ này. Nguyên zin.
nước sản chấn đầy đủ các bác nhé. Ốc bàn lề cửa này nguyên bản này đấy, em Mazda 3S này đẹp đấy, Mazda 3 này đẹp đấy. Ghế da này xịn sò nhé, nguyên zin theo xe nhé. Tiếc là vẫn chỉnh cơ nhỉ, 2016 mà vẫn chỉnh cơ. Này, vào bên trong. Mời, kính mời các cụ vào bên trong với em. Con này thì đề start top rồi. Nào, thử bật động cơ lên nhá. Vô lăng này được tích hợp một tổ hợp các menu bàn phím, giúp cho các bác rất là tiện ích khi mà lái xe. Tiếng xe nghe rất là thể thao. Cái vòng tua này, vòng tua này, các bác nhìn nhé, xem động cơ thì cứ nhìn có đồng cái vòng tua kia, nó khoảng độ 0.8, bây giờ là mới bắt đầu mà xe nó còn lạnh, nó dưới, nó chưa lên. Đấy, nó lên 6 lên 7 luôn. Đấy, con này đi được 6.3 các bác nhá. Nào, xem ca nhạc này. Định vị này. Đây là camera hai bên. Gương, con này không phải 360 rồi. Em trêu các bác chút thôi chứ con này là nó hai có hai cái cam. Hai cam ở hai bên xe để mà các bác tiện theo dõi để xem có bị quọ quẹt bên cạnh không. Đấy. Bên trong nội thất nhìn khá là đẹp mắt, táp lô táp ly nhìn nó một màu đen, đen tuyền luôn, đen bóng luôn. Da ghế nguyên zin không bị móp mép gì cả các bác nhé. Đấy. Nhìn nội thất bên trong khá là đẹp. Cửa lóc này. Mở ra cho nó sáng các bác nhỉ. Đó. Bên trong nội thất còn tươi lắm. Này còn tươi còn đẹp lắm. Con xe mà con xe chất không có gì để nói nhiều. Đây các bác nhìn vòng tua nó về không phải 0.8 rồi nhá. Đấy, động cơ chuẩn thì nó mới thế này. Nào, xem cái động cơ của con này như thế nào nhá, mà lắp cabo lên. Cùng chìm ngưỡng cái động cơ nhá. Cho các bác sang cái cửa thứ hai này, xem hàng ghế thứ hai nó có cái gì này. Hàng ghế thứ hai này. Keo chỉ nguyên zin nhá. Đều, thẳng, đẹp. Ốc bẩn là cửa nguyên bản. Đấy, nội thất đằng sau đây. Ghế da nguyên zin theo xe luôn. Đẹp, căng, mọng môi. Lên bật cái lắp cabo lên để xem xe như thế nào nhé, xem động cơ. Ốc lắp cabo còn nguyên này. Đấy. Động cơ này nguyên zin luôn. Nguyên zin đến từng con ốc các bác nhá. Nguyên này. Tiếng động cơ nghe nó êm ru luôn. Nghe nó êm ru luôn. Nguyên zin từng con ốc luôn. Các bác có những đánh giá gì rồi thì hãy bình luận ngay phía dưới video của em. Quay luôn cái chất lượng gầm bệ cho các bác nhá. Này, gầm đây. Nó sáng quắc như thế này. Sạch bong như thế này, không bị han. Không bị han gì. Chất lượng như vậy
thì cớ sao các bác không nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Em không lấy tiền của các bác đâu. Các bác có bắn tiền cho em không lấy. Chỉ cần các bác mua xe cho em là được rồi. Đấy. Em không cần nhiều các bác ạ. Đấy. Thì con xe này thì em Thành Auto chào bán với cái giá là 548 triệu đồng. Có lẻ luôn 548 triệu đồng. Các bác nào thiện chí cứ nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số 0979 188958. À, màu trắng mẹ mắng cũng mua. Thì các bác mẹ có mắng thì cũng vẫn cứ mua con này thôi. Đấy. Một con xe nếu mà xem tất cả cái chi tiết như vậy là em này, em sẽ có tiền em sẽ múc luôn em này về luôn các bác ạ. Đấy. Tầm trên 500, 550 thì mua Mazda 3 là chuẩn rồi. Mua em Mazda 3 này là chuẩn rồi. Quá là chuẩn bài luôn. Năm này thì rất hợp với lại anh chị em thanh niên, trẻ trung, tươi tắn, xinh đẹp. Những cô nàng chân dài đến nách mà ngồi vào trong chiếc xe này thì nó xứng tầm đẳng cấp các bác nhé. Thì thôi, thì đến đây thì video của em xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và yêu thích kênh của em Thành Auto. Thì hãy đăng ký kênh và nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi em Thành Auto ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.